Góc nhìn, báo chí, dân túy và sự xến xúa cải lương. Chúng ta đang có một nền báo chí cải lương với những cái tít câu nước mắt sến rện và phản cảm. Thường thì cứ có vụ án gì xảy ra, đối tượng bị công an thụp cổ, thì hầu như chắc chắn rằng sẽ có bài báo lôi ra cảnh đáng thương của đối tượng ra để khóc ỉ ôi. Tôi nói khóc lóc ỉ ôi là bởi vì hai chữ lặng người diễn tả một cảm xúc xúc động mãnh liệt trước hiện trạng đáng thương nào đó. Thế tôi hỏi cái tờ giấy ấy, có gì để các anh chị nhà báo chết lặng? Hay thần kinh của anh chị yếu? Con của ông trùm ma túy thiếu tiền hay thiếu tình cảm để các anh chị phải thương với chả xót đến như vậy? Thực ra xu thế cải lương hóa báo chí đã có từ rất lâu. Chúng ta chẳng lạ gì với những cái tít đại loại như kẻ giết người chặt xác có mẹ già nượm ráp hay thanh niên đánh chết bạn gái hiền lành nhất môn phái. Những cái tít này cộng theo xu hướng dân túy cực đoan đã khiến nền pháp quyền bị cái gọi là dư luận xã hội trở nên méo mó ít nhiều. Còn nhớ anh công an vừa ra tay quật ngã với một hàng rong vô pháp vì vi phạm pháp luật nhiều lần đã bị đập cho tơi bời bằng cái tít sặc mùi đạo đức giả của tay nhà báo Đào Tứng, cũng của báo Lao Động rằng cú nắm tay hay cú đá đó không phải dành cho dân. Đến độ dù anh công an không sai nhưng vẫn phải vào bệnh viện bồi thường đổ bô cho điêu dân phè phỡn. Rồi vài tháng sau, tên điêu dân hàng rong tiếp tục phạm pháp, tiếp tục bị bắt. Lần này bọn dân túy cải lương im thiên thít. Bản thân Đào Tứng còn bận giải trình vì tội cuồng ngôn, vì gọi hoa hậu với những ngôn từ khiếm nhã. Dân túy kiểu đó, pháp trị sao nghiêm cho được. Nhiệm vụ của báo chí chưa bao giờ là câu nước mắt của người ta, đặc biệt là khóc thuê cho tội phạm. Cái chính là phải biết được rằng mọi người trong xã hội cần hiểu, tuân thủ pháp luật dù họ là ai, hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Chứ không phải tuyên truyền cổ súy cho xu hướng vì nghèo nên có quyền hay do hoàn cảnh khó khăn nên cần thông cảm khi vi phạm. Tất cả chẳng có lợi gì lại được nuông chiều cho cái xấu khiến nó dễ sinh sôi. Thay vì lặng người trước tấm bảng, các anh chị hãy nghĩ đến bao gia đình phải tan tác vì mấy ma túy gây ra, vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà chà đạp lên lợi ích chính đáng của hàng ngàn người khác để thương hại. Xin các anh chị hiểu cho điều đó. Tác giả Hồ Điệp Vũ.